sáng ngày 29 tháng 9, Đảng ủy xã Vĩnh Lộc tổ chức hội nghị ban chấp hành Đảng bộ xã lần thứ 19 mở rộng nhằm sơ kết tình hình thực hiện nghị quyết Đảng ủy 9 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023. Trong 9 tháng đầu năm 2023, Đảng ủy xã Vĩnh Lộc đã lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ nghị quyết đề ra. Tổng sản lượng lương thực đạt 51.446 tấn, đạt 114,32% kế hoạch. Tổng thu ngân sách nhà nước trên 6,3 tỷ đồng. Toàn xã đạt 8 trên 19 tiêu chí và 39 trên 57 chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới. Đến nay, địa phương đã hoàn thành và đưa vào sử dụng đường ra cánh đồng, cống cá chài bắc đến đầu mương số 2 với chiều dài 3,4 km, tổng kinh phí thực hiện trên 7 tỷ đồng. Bên cạnh Công tác giáo dục được quan tâm, tỷ lệ quy động học sinh ra lớp trên 86%, tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt. Các chính sách an sinh xã hội được triển khai kịp thời, công tác quản lý nhà nước được chú trọng, 100% người dân trong độ tuổi được cấp thẻ căn cước công dân. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy xã đã triển khai có hiệu quả công tác nội chính Giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên, công tác kiểm tra giám sát cũng được thực hiện chu đáo. Công tác dân vận và hoạt động của mặt trận, các đoàn thể chính trị xã hội đạt nhiều kết quả tích cực, với tổng số tiền vận động trên 3 tỷ đồng. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, trao đổi và đề xuất các giải pháp về một số vấn đề như nâng cấp, mở rộng lộ giao thông nông thôn, công tác chuẩn bị thực lực tuyển chọn thanh niên nhập ngũ năm 2024, việc phát động nhân dân trang bị bình chữa cháy tại nhà. Phát biểu kết luận, ông Đào Văn Phi, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Lộc ghi nhận và đánh giá cao những kết quả hệ thống chính trị đạt được trong 9 tháng đầu năm. Những tháng còn lại của năm 2023, Bí thư Đảng ủy xã đề nghị các ngành, cơ quan, đơn vị cần tăng cường các hoạt động hướng về cơ sở xây dựng củng cố đoàn viên hội viên lực lượng nòng cốt kịp thời tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối chủ trương của đảng chính sách pháp luật của nhà nước và các phong trào của địa phương có kế hoạch định hướng cho nông dân xuống giống vụ đông xuân 2023-2024 chú trọng nâng cao chất lượng giống lúa chủ động xây dựng phương án chuẩn bị phương tiện vật tư để phòng chống lục bão đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu được giao